Chào các bác, hôm nay em đặt trần lên sóng cho các bác một combo xe pháo mã vô cùng là chất lượng. Đấy, một bộ âm thanh cổ, vâng, rất là đẳng cấp. Có thể nói đây là niềm mơ ước của rất là nhiều anh em chơi outdoor. Đấy, những cái món sản phẩm rất đẳng cấp. Chiếc đầu băng cối Akai GX635D phiên bản Gold Limited. Cặp loa Pioneer CS99A màng FB siêu đẹp và chiếc ly Sansui Quirix 5500. Đây là bộ ba món sản phẩm bên em tuyển chọn rất kỹ, chất lượng cũng như là hình thức, tất cả đều đạt tiêu chuẩn, đẹp xuất sắc và bao zin nguyên bản các bác nhé. Chế độ băng cối Akai GX635D chạy băng 5, băng 7, băng 10 inch, auto reverse 2 chiều, phiên bản Gold Limited rất đẹp, sang trọng và đẳng cấp. Mời các bác chúng ta cùng tiến lại gần để chúng ta quan sát chi tiết những cái sản phẩm ngày hôm nay. Chiếc đầu 635D thì hàng rất là hot. Đấy, hôm trước thì bên em có về được 3 máy, đó là 3 màu trắng, màu đen và màu vàng gold, thì đã bán cả 3 máy trong cùng một ngày. Hôm nay tiếp tục cập bến được một em. Đấy, một em màu gold rất là đẹp, xin lên sóng cho các bác. Và bên em bán em nào thì sẽ quay cụ thể số series của em đó nhé, để cho các bác tránh bị nhầm lẫn. Đấy, em này cũng tình trạng rất đẹp, hoa hậu luôn. Đấy, đối với cái sản phẩm gold này thì em bán sẽ bao gồm như sau: gồm máy này, một cặp húp gold này và một cặp xương gold. Đấy, và kèm băng luôn, chọn bộ cho các bác chơi, hình thức rất là đẹp, độ mới đạt khoảng 95-96%. Đấy, ruột gan sắt xi là 7 màu. Đấy, cam kết 7 màu các bác nhé. Đây, em này có cái số series là 21918 các bác nhé. Đây, các bác nhìn đây là biết là sắt xi 7 màu rồi. Đấy, không cần phải tháo ra, nếu như các bác nào chốt thì em sẽ tháo ra và em chụp ảnh cho các bác. Đấy, góc cạnh đều rất là đẹp này, màu vàng Gold Limited thì các bác nhìn rồi. Đấy, hai cái hồi nhôm ở hai bên này. Đấy, sáng bóng, soi gương được luôn, rất là đẹp. Đấy, tiếp tục đến cái phần mặt trước. Đấy, em này thì có nguyên cả cái cặp xương băng của 635D. Đấy, trông nó sẽ lên rất là nhiều chân kính đẹp và phải nói rằng mỹ mãn luôn. Hai đồng hồ vu xanh nước biển. Đấy, xuất sắc. Em kết hợp với chiếc âm ly Sansui Quirix 5500. Em này thì tình trạng hoa hậu về hàng eBay, hàng đấu mạng về tuyển chọn, còn nguyên cả catalog sách vở. Đây, vỏ gỗ zin nguyên bản mộc mạc. Đây, các bác thấy cái phần vỏ gỗ rất là mộc của em này. Đây, và em này thì bản sắt xi 7 màu nhá. Đây, mặt mũi thì không có vết chày nào luôn. Đấy, không có một vết chày nào luôn. 4 đồng hồ vu vậy, bắt mắt, đánh 8 sò sắt và nó đánh đa cầu điện. Đấy, các bác có thể cắm được điện 220V, đặc biệt là 4 đồng hồ vu. Cái size ngang này của nó là size 60. Đấy, size lớn nhất của dòng âm ly Sansui. Và cặp loa Pioneer CS99A màng FB cũng siêu đẹp. Đấy, siêu đẹp luôn. Đấy, tuyến loa như bóc xốp luôn. Đấy, rất là mới. Đấy, các bác xem cái bát của nó căng mọng như này. Gân của nó này. Đấy, tròn trịa. Đấy, thùng vỏ góc cạnh. Đấy, xuất sắc nhá. Đấy, các bác xem cái vỏ nó rất là mộc. Đấy, cặp 99A, các bác nhìn cái phần hậu này là các bác cũng có thể đánh giá được cái chất lượng rồi. Hàng bên em tuyển chọn thì độ đẹp thì đứng đầu rồi các bác nhá. Đấy, rất mới, tuyến loa và mướt mát luôn. Đấy, đẹp kinh khủng. Toàn bộ hàng tuyển chọn đây, e căng đây. Đấy, bộ sản phẩm này có mức giá như sau: đối với chiếc đầu bóng cối Akai là 43,5 triệu. Đấy, cặp loa là 45,5 triệu. Đấy, chiếc đầu băng cối 43,5 triệu, cặp loa là 45,5 triệu. Và chiếc âm ly Sansui Quirix 5500 là 22,8 triệu đồng. Bây giờ em mời các bác chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm trên cái bộ phối ghép ngày hôm nay. Tặng tôi căn hồng thế
tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng hoàng. Ngày hôm lễ em không đòi châu báu, mơ ước một đôi áo thêu để nhờ duyên đồng. Ngờ đâu dây đất lìa đàn, nụ đang thắm vội tàn. Chưa vui đã sầu chia phôi. Vâng, các bác đang được thưởng thức chất âm của bộ phối ghép cặp loa Pioneer Setchina 45,5 triệu. Chiếc đầu băng cối Akai 635D 43,5 triệu và châm ly Quidex 5500 22,8 triệu. Các bác có nhu cầu bộ sản phẩm này các bác alo cho em. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Xin chào các bác.